Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng Công trình Giao thông cho biết, dự án nhà ga hành khách T3 tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất dự kiến sẽ được xây dựng thời gian 24 tháng và mất 1 tháng tiếp theo sẽ dành cho công tác xin cấp phép hoạt động. Cụ thể, báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án dự kiến sẽ phê duyệt trong tháng 11 này, khởi công trong tháng 12 năm 2021. Tổng vốn đầu tư của dự án khoảng 10.990 tỷ đồng. Khảo sát một số hãng hàng không trong giai đoạn cuối tháng 10, giá vé máy bay rẻ nhất trên chặng thành phố Hồ Chí Minh - Hà Nội đang dao động ở ngưỡng 670.000 đồng đến 780.000 đồng một chiều đã bao gồm thuế phí. Sang tới tháng 11, giá vé tiếp tục xuống thấp, rẻ nhất dao động trong khoảng 560 đến 670.000 đồng. Diễn biến giá vé tương tự cũng diễn ra trên chiều bay từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh với giá vé tháng 11 rẻ nhất đang trong khoảng 560.000 đến 670.000 đồng. Theo Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, để thích ứng với giai đoạn mới sống chung an toàn với dịch Covid-19, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai hoạt động giao thông vận tải theo 4 cấp độ dịch. Với cấp độ 1, tất cả các loại hình vận tải bằng ô tô như xe khách tuyến cố định, xe buýt, xe hợp đồng, xe taxi, xe du lịch trên địa bàn thành phố đi và đến các tỉnh thành phố có dịch ở cấp độ 1 được hoạt động bình thường. Với cấp độ 2, các loại hình vận tải khách bằng ô tô trên địa bàn thành phố chỉ được hoạt động khi đáp ứng được bộ tiêu chí đánh giá hoạt động giao thông vận tải an toàn trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Cấp độ 3, hạn chế hoạt động đối với vận tải hành khách bằng ô tô trên địa bàn thành phố đi và đến các tỉnh thành phố có dịch ở cấp độ 3. Các xe buýt liên tỉnh, liên kề chỉ được hoạt động khi được cơ quan thẩm quyền của tỉnh liên quan thống nhất phương án triển khai. Cấp độ 4 sẽ dừng hoạt động vận tải khách bằng ô tô trên địa bàn thành phố đi và đến các tỉnh thành phố có dịch ở cấp độ 4. Tiếp theo chương trình là một số thông tin kinh tế đáng chú ý, kính mời quý vị cùng theo dõi. Chiều ngày 28 tháng 10, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa trình bày dự thảo phương án đón khách du lịch quốc tế đến tỉnh Quảng Nam để Ủy ban Nhân dân tỉnh ký ban hành. Theo dự thảo, trước mắt tỉnh sẽ đón khách trong giai đoạn 1 từ tháng 11 tới đây, thí điểm đón khách quốc tế theo các chương trình du lịch chọn gói thông qua các chuyến bay thuê bao chuyến và chuyến bay thương mại tại các khu vực, cơ sở dịch vụ du lịch được lựa chọn.